Hello, chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Action DN và Lời Định Nguyễn. Lời đầu tiên, Định xin kính chúc tất cả các bạn, chúc mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn với mọi người trong một cái video mới của mình. Thì nội dung video ngày hôm nay, Định lại tiếp tục chia sẻ về một mẫu xe số Honda vừa ra mắt trình làng có giá là 21 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ. Đó là mẫu xe Honda City 110 Rim Deluxe 2023. Những ai yêu thích những mẫu xe của Honda thì trong video này chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu về thông số kỹ thuật cũng như là giá và màu sắc và những thông tin chi tiết mới nhất của dòng xe. Trước khi vào video thì Định cũng cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với Định trong thời gian qua và liên tục theo dõi những video. Video làm xem chửi giải trí cho vui, nếu có gì sai sót thì xin tất cả các bạn với mọi người thông cảm bỏ qua cho. Mọi thắc mắc cũng như là đóng góp ý kiến các bạn hãy comment bên dưới. Định sẽ tiếp thu lắng nghe và học hỏi những cái hay để cho kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Một lần nữa Định xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì đỡ mất thời gian của các bạn, Định mời các bạn cùng với mọi người chúng ta hãy xem qua video. Mới đây Honda tại Ấn Độ đã tung ra bản cập nhật mới cho mẫu xe City 110 Rim Deluxe 2023. Phiên bản mới này là bản cập nhật cho động cơ cho mẫu xe giá rẻ ăn khách hàng đầu tại đất nước tỷ dân này. Theo đó, Honda City 110 Rim Deluxe 2023 được trang bị khối động cơ là ESP mới, gọi tắt là Ehen Smart Power. Xi lanh đơn dung tích là 109,5cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa là 8,67 mã lực tại 7.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 9,3 Nm tại 5.500 vòng phút. Xe sử dụng xích truyền động kết hợp với hộp số 4 cấp kèm con tay cho sự di chuyển linh hoạt. CD 110 Rim Deluxe 2023 vẫn sử dụng các trang bị cơ bản với hệ thống đèn pha chiếu sáng halogen, cụm đồng hồ analog với giao diện dễ quan sát. Xe có thiết kế mang phong cách classic, gọn nhẹ, đa dụng với hệ thống giá đỡ phía sau cho việc chở hàng thuận tiện. Bình xăng cũng được thiết kế thon dài với dung tích là 9,1 lít. Xe được tích hợp giảm xóc trước là ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo đôi, tạo sự ổn định trong quá trình vận hành. CD 110 Rim Deluxe 2023 có phanh tang trống giúp dừng xe an toàn cho cả bánh trước và bánh sau. Ngoài ra, mẫu xe máy này cũng sở hữu công nghệ phanh kết hợp với CBS đặc trưng của Honda giúp phân bổ lực phanh đều cho cả hai bánh. Honda CD 110 Rim Deluxe 2023 sở hữu kích thước tổng thể như sau: dài rộng cao 2044 x 736 x 1076 mm với chiều dài cơ sở là 1.285 mm, khoảng sáng gầm là 162 mm, tạo sự linh hoạt khi di chuyển trên địa hình. Khối lượng tổng thể của xe là 112 kg, một phần là nhờ hệ thống này được trang bị lớp không sâm với kích thước lớp trước là 80-118 mc 47b và lớp sau là 80-118 mc 54b. Giá bán của Honda CD 110 Rim Deluxe 2023 tại thị trường Ấn Độ là 73.400 rupee, khoảng 21 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin về chiếc xe Honda CD 110 Rim Deluxe 2023. Hy vọng video sẽ mang một cảm giác thú vị cho người xem, đồng thời đây cũng là một sự tham khảo về những mẫu xe mới của dòng Honda mà mọi người đang quan tâm. Video xem giải trí cho vui, đôi lúc cũng cần thiết trong cuộc sống. Trong video cũng còn nhiều hạn chế, khó đầy đủ những chi tiết và không tránh khỏi những sai sót. Nếu có gì không phải, xin tất cả các bạn với mọi người thông cảm bỏ qua cho. Một lần nữa, Định xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành với Định trong thời gian qua và liên tục theo dõi những video. Nếu video cảm thấy hữu ích, các bạn hãy cho mình một lượt đăng ký nhé. Định xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì thời lượng của video cũng tương đối khá dài, Định xin dừng video và chúc cho tất cả các bạn, chúc cho mọi người có một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn với mọi người trong những video tiếp theo. Bây giờ Định xin chào tạm biệt và bye bye.